Rồi, mời em gái ngồi ghế. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Chào hai bạn, bây giờ mình đã vào vị trí của mình rồi ha. Trước tiên là đến phần giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào bạn gái kế bên và chào mọi người. Mình tên là Thanh Sơn. Hôm nay em 39 tuổi, mình làm công việc là lái taxi công nghệ. Nhà mình ở đâu Sơn? Nhà em ở quận 3. Quận 3, quê ở đâu? Dạ, em ở sinh ra lớn ở đây luôn. À, vậy giờ đang sống với ai ở quận 3? Dạ, em sống với gia đình. Ba mẹ? Dạ. Đông anh chị em không? Dạ, gia đình em 6 anh chị em. 6 anh chị em? Dạ. Rồi có ai lấy vợ lấy chồng gì chưa? Dạ, anh chị lấy chồng với vợ rồi. Rồi hiện giờ trong nhà là còn mấy người? Dạ, còn 4 người, em với lại 3 đứa. Rồi mai mốt lấy vợ về rồi đem về làm dâu ở chung luôn hả hay là sao? Nếu mà em lấy vợ thì em mua nhà ở ngoài. Ừ, xin nào mua? Dạ em mua rồi. À, mua rồi, rồi bây giờ nhà đó ai ở? Dạ thì em hiện tại em đang qua bển em canh em ở. Có nghĩa là dạ. Giờ có nhà riêng rồi đó. Dạ dạ đúng rồi. Nhưng mà hiện giờ cái chính là vẫn ở nhà ba mẹ. Dạ đúng rồi. Chung cư dạ, hả hay là dự án? Chung cư. Chung cư rồi, ok, chung cư ở đâu vậy em? Ở quận 9 chị. Ok, vậy là cũng ổn định rồi, có nhà cửa rồi ha, thoải mái. Bên đây mời em giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên Ngân, năm nay 31 tuổi. 31 tuổi. Em đang làm kinh doanh kế toán. Nhà em cũng như nhà anh, 6 người. Em là người cuối cùng chưa lập gia đình. Gia đình hiện giờ đang ở đâu? Em hiện tại ba mẹ còn ở dưới Đồng Nai, còn em và anh trai và em trai đang ở Sài Gòn. Rồi, nhưng mà quê gốc mình là ở đâu? Nguyên quê quán gốc là Hưng Yên. Hưng Yên. Mình gia đình vào trong Nam trong này lâu chưa? Em vào nay là được 20 năm. 20 năm mà vẫn nói giọng ở ngoài kia. Mai mốt về quận 9 thì nó gần Thủ Đức đó. Ha? Đúng rồi chị. Đúng rồi. Yeah. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em thì là người vui vẻ, hoạt bát. Em là hơi nóng tính. Với lại trong công việc thì em hơi khó, nhưng mà ở ngoài thì rất là friendly với mọi người. Hơi khó là sao? Lẽ cụ thể là em đang làm điều hành cái công việc gì? Là cái tính chất công việc của em á, kế toán, nên là em hơi cầu toàn một chút. Nói chung là có cuộc sống tự lập rồi. Yeah. Em định bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Em rất là mong tiến tới hôn nhân sớm. Để mình ổn định. Tính ra thì cũng lớn rồi. 31 tuổi hả? Em là 39 rồi. Tuổi này hai bên cũng hợp quá ha. Tuổi này tuổi lấy vợ lấy chồng hết trơn rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh em thì em vui vẻ, em biết nấu ăn, yêu động vật, thích về thiên nhiên, tập thể thao. Thì điểm yếu của em là nhậu cũng hơi nhiều. Vậy hả? Dạ, có lâu lâu. Làm nghề chạy tài xế mà nhậu hơi nhiều. Dạ, khi nào em nghỉ không lái xe nữa thì em ở nhà ăn nhậu với nhà. Lái xe được mấy năm rồi? Dạ, lái xe được 7 năm rồi. 7 năm luôn rồi? Dạ. Cũng yêu công việc dữ vậy dạ. Đó hả? Em lái taxi xong rồi giờ em lái công nghệ. Chạy công nghệ là chạy xe của mình. Dạ đúng rồi. Mình muốn chạy giờ nào mình chạy. Rồi thích nhậu là nghỉ chạy đi nhậu. Rồi mai mốt có vợ là phải sắp xếp lại ha. Lúc nào nghỉ dạ. nhà chơi với vợ với con chứ không phải nhà đi nhậu nữa nha. Dạ đúng rồi. Độc thân thì nhậu được chứ mai mốt mà nhậu nữa mệt à. Dạ. Cặp đôi này thấy cũng nhìn bên ngoài là thấy cũng xứng đôi vừa lứa đó. Tình trường sao em? Dạ em cũng có quen hai người. Nhưng mà do là tụi em làm chung công việc á nên là nó cũng có nhiều bất đồng xong rồi tụi em chia tay. Mối tình nó kéo dài được bao lâu? Năm chứ. Một năm à? Rồi mối tình trước đó? Được năm. Cũng một năm luôn. Rồi lười quyền năm nay đợt này quen qua năm là cưới luôn nha. Còn thôi 6 tháng cưới luôn đừng tới năm. Năm nó không hên bất quá tâm ba bận. Thì cũng lý do tại sao chia tay? Tại tụi em làm chung á cho nên là nó dễ xảy ra những cái mâu thuẫn trong công việc rồi. Rồi cái người kia cũng làm chung luôn hả? Dạ. Hai mối quan hệ đều là trong công việc làm chung. Dạ, tại vì cũng có thể là do em mê việc quá nên em không có thời gian đi ngoài. Chủ yếu là thấy ai người ta thương mình dần dần mới thương lại. Phụ nữ mà cũng khổ, giỏi quá là cũng khổ lắm, cầu tiến trong công việc. Nhưng thôi bây giờ mình bắt đầu từ từ mình phải lo cho bản thân mình ha. Enjoy rồi hưởng thụ ha. Chậm mà nó chắc. Em trải qua mấy mối tình rồi? Trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên em là cái cô đó là người Đài Loan. Thế là vài năm cô đó đi nước ngoài. Lâu lâu cô ấy về, cô ấy mới nói là cô ấy lấy chồng bên đó luôn. Cô thứ hai là cô bên Đạo. Là em là không phải Đạo. Dạ đúng cô rồi. Cô đó là Đạo. Dạ. Rồi sao? Thế là không đến với nhau, thì cũng chia tay. Sao thế không theo Đạo, không theo Đạo người ta luôn? Gia đình em là bên Đạo, bên Phật nên cũng rồi. Nên cũng chia tay, cái tan vỡ. Còn thứ mình thứ ba là cô đó làm việc cho bên công ty người Pháp, cũng lấy chồng bên lấy người Pháp luôn. Kỳ quen mà sao mà không chăm sóc yêu thương người ta hay sao mà để người ta đi hết trơn vậy? Cái anh đó là cũng là giám đốc công người Pháp luôn, hai người kết hôn bên đó luôn. Vậy em có ý định đi nước ngoài nào không em? Dạ không. Công ty em có người nước ngoài không? Dạ không. Trời ơi, khổ quá, bất qua tam ba bận là lần thứ tư rồi, ráng nha. Dạ. Nên là mình cũng phải kiểm tra lại mình coi là mình thứ nhất là mình gì, mình yếu kém về cái mặt nào mà để cho người ta bỏ mình, người ta đi như vậy. Một lần, hai lần, ba lần mình phải xem lại mình. Ê, bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn người đó ở Sài Gòn. Là một người
nếu như anh cùng đạo thì rất là tốt. Em cũng theo đạo Phật. Kiện của em rất là đơn giản, em chỉ muốn một người yêu thương em. Thủy chung ngoại hình thì cũng nhìn được, cái mấy cái từ cũng được thì chứ nó khó lắm. Thà cao nhiêu, mập nhiêu, dài nhiêu, dạ, gì đó chứ nó cũng được, nó khó. Dạ, chỉ cần cao hơn em một chút. Cao hơn em một chút. Rồi, cao hơn em, được. Đừng hút thuốc lá. Nãy nói đi nhậu mà có hút thuốc không? Dạ, nhậu em không hút, chỉ có uống cà phê buổi sáng thì mà làm một điếu. Không, thật ra một người sáng một điếu để tỉnh táo thì thôi cũng được, cũng chấp nhận được, mình né né lúc đó ra đi. Nhiều khi mới mốt rồi lại quen cái cảm giác đó nữa. Vậy thôi hả, ngoại hình đơn giản vậy thôi hả? Em cũng nghĩ là khi mà gặp nhau á, cảm tình đầu tiên nó quan trọng lắm. Gặp một người mình cảm thấy mến, rồi mình thương thì có khi là người ta xấu hay đẹp cũng mình sẽ gác sang một bên. Không có gác sang bên đâu em, chị phải đẹp trước tiên em. Trời ơi, chứ bây giờ không đẹp sao mà tiến tới được. Phải đẹp cái đã chứ, nhìn phải bắt con mắt cái đồ rồi mới yêu, rồi mới tìm hiểu, rồi mới biết người ta tốt hay xấu chứ. Bây giờ mình vô mình nhìn mình không hợp nhãn rồi làm sao mình biết người ta tốt hay xấu? Dù người ta có tốt mình đâu có cơ hội cho người ta đâu, không? Cho nên tôi thẳng thắn lắm, phải đẹp. Mẫu người của em sao? Mẫu người của em thì tính trung thủy, thì em thích con gái em cũng trung thủy, không cần nấu ăn ngon lắm, tại vì em biết nấu ăn rồi. Thứ hai là yêu trẻ con, thứ ba là thích thể thao như em được. Cô này chắc không có thể thao đâu, cô đi làm suốt à, phải không? Ok hết, chị nói hôm nay là cặp đôi này là xứng đôi, với cặp mắt của chị là ok. Đây là một cô gái rất bản lĩnh, giỏi, sự nghiệp ổn định. Người ta cần một người đàn ông mạnh mẽ và yêu thương người ta hết lòng. Đối với một người phụ nữ mà càng thành công thì người đàn ông bên cạnh phải là một người đàn ông tự tin thì mới được. Được. Còn có tiêu chí gì về ngoại hình không? Kể về tường cũng đỡ. Trời ơi, về cỡ chị rồi sao được em? Cỡ chị kho lắm, cỡ chị kho lắm. Ế thiên thu luôn em ơi. Thôi được rồi, chị nghĩ là cặp đôi này với cảm nhận của chị là được. Nhưng mà ăn thua là hai bạn thôi. Bây giờ mình cho nhau mấy tấm hình nữa nhìn xem cái coi nè. Trời đất ơi, dạ. Hình này là từ thời năm nào tới giờ vậy? Trước đây em làm kho nên nó ốm vậy. Bao nhiêu năm? Dạ, có 4 năm à. Hình này 4 năm chứ không có cái hình nào gần đây hết trơn hả? Dạ, không. Chắc là em chị chụp một cái liền cho chị đưa qua nha. Trời ơi, đó. Hình 4 năm trước nha, ráng kiếm ảnh đi. Rồi, hình này chụp bao lâu rồi em? 25 tháng 12 năm ngoái. Mới năm ngoái thôi, đó, ba cô gái đó em chọn cô đi. Em nghĩ chắc là gầy, chắc là anh này rồi. Gầy hả? Nhưng mà nói chuyện thì chắc giống giọng người này. Gì kỳ vậy, thôi chọn anh thôi ha. Cái này đẹp trai nè. Đẹp trai. Vậy là anh này xấu trai phải không? Hai ông này xấu, ông này đẹp phải không? Ông này đẹp hơn này, nhưng mà em nghĩ là nếu như gầy chắc cái này quá. Dạ, dạ, trời ơi, ai dứt khoát một anh thôi. Mấy anh kia để tôi. Mấy anh kia để tôi. Tham quá. Em nghĩ là người này. Dạ, người này phải không? Dạ. Chính xác à. Rồi giữ nó đi. Cô em nào? Nghĩ cô này. Tại sao lại chọn cô đó? Em thấy cảm giác thấy thích. Thích thích hả? Rồi thích thì được thôi. Mời hai bạn nhìn qua cánh cửa trái tim để xem sự chọn lựa của mình đúng hay sai. Thì em chọn đúng đúng không? Đúng với con khỉ. Trời ơi, đã nhìn tấm hình nhìn ở ngoài vậy mà còn lo chọn đúng nữa. Sao mà không giống giống hình như thế này, không thấy ai giống trơn. Cái anh đầu tiên á, em chỉ mới đúng. Chị chắc cũng chụp lúc 16 tuổi nên nhiều lắm nhận. 4 năm trước chứ nhiều. Trời ơi, nãy chỉ đúng rồi, chết rồi. Cổ nói anh này mới đẹp trai nè, còn anh này xấu. Xong phim. Rồi người ta chọn đúng em rồi đó. Dạ, chào anh. Rồi. Anh có món quà anh gửi tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Đây, em rất là thích đọc sách. Hôm nay em tặng anh. Và thứ hai là anh thức chọn đêm nay để mà anh vẽ. Tại vì anh cũng thích hội họa. Anh vẽ được à? Anh tặng em cái quà thứ hai. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Đẹp quá ha. Thấy chị thấy có thơ trong phải không? Anh nghèo không có mô tô, chỉ có xe đạp thô sơ nhất làng. Nếu em cảm thấy sẵn sàng trèo lên xe đạp, anh thù chưa? À, thả thính cũng dễ thương quá. Anh làm thơ dễ thương quá. Em rất là thích những cái liên quan nghệ thuật, nhưng mà em thì lại không có khéo nấu với anh. Nấu ăn em không biết nấu. Dạ, anh biết nấu ăn. Anh thường nấu đại món gia đình. Cô này là như dành hết thanh xuân cho làm việc hay gì á. Dạ. Bây giờ phải lo bếp núc nội trợ đi, sanh con đẻ cái. Dạ, em cũng học mà cố gắng nấu. Mọi người cũng đang cố gắng ăn thử. Rồi, ok, được rồi. À, khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Em thấy bạn gái như là xinh và em cũng mong được tìm hiểu bạn. Còn em? Em thấy anh chững chạc, có khiếu nghệ thuật, chuyện dễ thương. Thấy có rung động, có tim có đập nhanh rồi chút nào chưa? Dạ, cũng run. Còn em?
Em rung từ đầu. Rung từ đầu luôn. Anh Dương thì chưa hoài ngồi chứ. Thì em rung đó đâu phải em rung vì cô này. Ý là khi mà nhìn thấy cô này thì nó có cái gì nó cảm xúc có khác trong người hay không? Dạ. Khi em rung ngoài kia nhiều khi em nhìn chị em sợ quá em rung làm sao? Dạ. Em... Khi mà nhìn bạn gái này nè, em có cảm thấy trong người mình nó có cái gì nó sao xuyến bần thần gì chưa? Dạ, à, cũng chút xíu à. Có chút xíu phải không? Dạ. Khi nào để em cọ sát mới được? Khi nào để em cọ sát mới được? Khi nào để em cọ sát mới được? Trời cọ gì sát? Cọ sát là sao? Vì chạm chạm mới tới được. Rồi vậy em có chạm hay không? Chuyện của em chị không biết nha. Bây giờ chị sẽ cho em cơ hội 5 phút để cọ sát. Yeah. Để hai bạn có thời gian để tự cọ sát với nhau. 5 phút sau chị quay lại. Thời gian không có chờ đợi ai và thời gian chỉ có 5 phút thôi nha. Phải trân quý từng giây một. Cảm rồi, ơn chị. Mời hai bạn cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau. Anh có hay đi đâu xuống khu Thủ Đức không? Anh Quận 9 thì anh cũng từ lúc mà anh biết thì anh cũng thường đi chơi dưới đó của anh biết hơi nhiều. Nhưng anh đi chạy xe vậy tối thì mình cũng chạy luôn hả? Không, anh chạy buổi sáng thôi. Khoảng 6 giờ anh về. Em làm kế toán hả? Dạ. Anh thích những người làm kế toán. Thế ví dụ mà thời gian sau này mình tìm hiểu thì em rảnh chậm buổi tối hả? Hay là dạ. Buổi... Em chỉ có chủ nhật hoặc là buổi tối thôi. Tại bình thường thì em bên em làm full tuần. Trong công việc thì em nói chuyện rất tốt, nhưng mà nói chuyện là gặp người lạ thì em hơi ngại. Anh có thể bắt chuyện được không? Có bao giờ em đi em thích nuôi chó không? Có. Anh thích đi được đâu? Em một năm là em thường em đi ra nước ngoài một lần. Còn là nếu như mà ở trong nước thì em kêu đợi khi nào có gia đình thì em sẽ đi cùng với chồng. Tại em thấy anh có kỷ niệm là có quen bạn gái người ta đi lấy chồng mất em vậy. Với cái duyên nó chưa tới. Cho nên anh nghĩ là hai bác lớn tuổi chứ. Ba mẹ anh thì 67. Ba mẹ em cũng 65, 67. Tết em về nhà là... Em về nhà nhiều lắm. Tại em ở Đồng Nai, ba mẹ ở Đồng Nai em về nhiều lắm. Thường là khoảng tháng, hai tháng về là... Em đi bằng đi mình hay là đi với bạn? Em nhiều khi thì đi, có hôm thì đi xe máy. Cũng có khi đi xe đò, không thì nhà em cũng có xe máy như em tổ chức. Em định khi nào tiến tới hôn nhân? Thật ra thì em nghĩ là nếu như mà gặp ai em yêu thương thì em sẽ muốn tiến tới hôn nhân sớm. Anh có thích trẻ con không? Anh rất thích. Em thích trẻ con lắm. Rất thích trẻ con. Em thích sinh mấy đứa? Sợ là không có sức nuôi thôi. Thích thì muốn sinh như 3-4 đứa. Nhưng mà em nghĩ giờ ví dụ như là người ta kêu là hai đứa là tốt nhất, nhưng mà nếu như có 3 đứa thì anh em nó vui hơn. Em thấy anh thế nào? Thế nào? Anh dễ thương. Còn nói chuyện thì nghe chân thành. Em nghĩ là hai người không đến được với nhau hay đến được với nhau là cái duyên mà. Dạ. Anh chào chị. Sao? Vụ gì? Sống ăn gì cho vậy trời? Ngại không ăn được luôn. Có 5 phút có cọ sát gì được chưa? Dạ, nó dướng rồi. Dướng rồi? Dướng cho tim rồi. Dướng cho tim rồi. Phải vượt qua chứ, ngày giật chứ em, thời gian đâu có chờ đợi ai đâu. Đúng không? Không phải là chị em cho em cơ hội, tại em không biết nắm bắt nha. Nhưng mà nãy có nghe hỏi muốn chừng nào kết hôn rồi phải không? Nãy giờ chị ra ngoài, chị thấy ở ngoài đông lắm, đang nhốn nháo bàn tán về cặp đôi này dữ lắm luôn. Bây giờ chị sẽ mời người thân của hai bên vô để coi người ta có ý kiến như thế nào về cái cuộc họ hàng ngày hôm nay nha. Rồi mời họ nhà trai, họ nhà gái, mời chúng ta tiến vào bên trong để buổi lễ thành hôn chúng tôi xin được phép bắt đầu. Trời ơi, họ nhà gái đông dữ. Đúng, đúng. À, họ nhà gái đông quá, để họ nhà trai nói trước. Chào em. Okay. Em tự giới thiệu về mình trước đi ạ. Dạ, em là em của anh Sơn. Em ruột. Dạ, em ruột. Em thứ mấy? Dạ, em là thứ tư. Em thứ tư. Hôm nay nãy giờ đến đây là thấy cái câu chuyện của hai anh chị này thì em có cái suy nghĩ, có cảm nhận như thế nào? Dạ, em thấy chị thì dễ thương, cũng thật lòng. Dạ, tuy nhiên là anh của em rất là nóng tính cho nên hy vọng là chị có thể điều tiết. Nóng tính nãy giờ có thấy nóng tính gì đâu. Nếu mà sống chung là anh nóng tính lắm. Ồ vậy hả? Hy vọng là chị với anh có thể hòa hợp với nhau được. Nhận xét như thế nào về chị gái này? Chị thì dễ thương, cũng hiền. Em chưa tiếp xúc gì nên cũng không biết, cũng không có dám xác định rõ. Rồi, em có mong muốn hôm nay hai anh chị bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Em hy vọng là mọi người, hai người sẽ tới với nhau. Bởi vì trong hôn nhân thì lúc nào cũng có tranh cãi với nhau. Mình thông cảm cho nhau, bỏ qua cho nhau thì có thể sống chung với nhau được. Cho chị hỏi thăm chút xíu về gia đình em. Tại nãy ảnh cũng không chia sẻ nhiều về ba mẹ. Dạ. Ba mẹ ở nhà như thế nào? Ba mẹ em hiền lắm mà. Nhưng mà mọi người thì, hai ông bà thì sống cuộc sống riêng với nhau,
không có sống gần với nhau nhiều á chị. À. Dạ, ở riêng. À, ba mẹ không ở chung nhà, ở riêng. Ok. Rồi, xin chào họ nhà gái. Đây là Giang Bưng Quả phải không? Rồi, ai đại diện giới thiệu? Chào chị Cát Tường, chào anh Sơn, chào chị. Mình là anh trai của Ngân. À, anh ruột. Dạ, anh ruột, anh trai. Có gia đình chưa? Dạ, mình có gia đình rồi chị Cát Tường. Lời đầu tiên thì cảm ơn chị Tường, cảm ơn chương trình đã tổ chức cho anh Sơn và Ngân có cái cơ hội để gặp nhau ở đây. Thì như lúc đầu Ngân có chia sẻ thì thật ra thì ở đây mình cũng muốn nói thêm một chút xíu. Ngân có tổ chức một cái công ty là dịch vụ kế toán. Ngân là đứng vai trò là giám đốc của công ty nên là thật ra nó rất là nhiều việc. Giống như Ngân chia sẻ là không có nhiều thời gian để cho bạn trai hay là cho gia đình nhiều. Về nấu ăn thì mình thấy em của mình thì cũng biết nấu ăn giống như anh Sơn. Ngoài ra thì mình thấy điểm mạnh nhất của em mình là một người tốt tính. Em mình có thể là hơi chu toàn, cầu toàn một chút nhưng mà rất là tốt tính. Mình nghĩ là ngày hôm nay đây có các bạn đây là làm chung với bên công ty mình và cũng có một số bạn khác nữa. Cũng mong là hai đứa có thể cho nhau một cơ hội nào đó để gặp nhau. Và mình ở đây thì mình thấy anh Sơn cũng rất là cũng tuổi giống như mình thì mình nghĩ là hai người sẽ phù hợp với nhau. À, hai bạn cùng tuổi với nhau đó hả? Dạ, em nhỏ hơn anh Sơn hơn. À, rồi mấy bạn gái có cô nào phát biểu, có cô nào bị ăn hiếp đồ này kia chưa? Nãy cô nói cô nóng tính đó trong công việc, ai làm chung công việc với cổ? Dạ, đây làm chung hết. Làm chung hết luôn hả? Bình thường cổ có khó lắm không? Dạ, cũng không khó lắm. Không khó lắm. À, đúng rồi, tôi đoán đúng y chang mà. Một cái người tham công thiết việc, cả nhà nói một câu đồng thanh gì cho ủng hộ bà Ngân coi nè, trước khi mình đi về chỗ để cho đàn ta tiếp tục cái cuộc hôn nhân nè. Đầu tiên nhất là mình phải mạnh mẽ lên ấy, như trong cái công việc mà em đã làm. Ở đây anh hay là em trai hay là các bạn ở đây cũng đều mẹ em trai luôn hả? Dạ. Em ruột á hả? Dạ. Trời ơi. Mọi người đều ủng hộ em, phải mạnh mẽ lên. Trong cái tình cảm mình cũng phải mạnh mẽ, tuy nhiên đấy là mình phải dành thời gian hơn cho nó một chút xíu để trau chuốt hơn, để vun vén hơn. Đấy, Ngân thì thật ra khi mà làm cái vị trí này thì thật ra Ngân mai mốt sẽ quan hệ rất là nhiều. Tức là phải gặp những cái đối tác hay là gặp những cái bạn và thậm chí có những người họ theo đuổi mình cũng biết nhưng mà gia đình thì không đồng ý. Đấy, thì cái này mình cũng chia sẻ rất là thật. Rồi cho một câu cuối đi, một câu slogan dành cho Ngân đi nào, bàn bạc với nhau đi. Một, hai, ba, quyết tâm lấy chồng. Yeah, rồi quyết tâm lấy chồng. Rồi cảm ơn hai bên, nhà trai, nhà gái nha, cảm ơn các bạn. Sau khi mình lắng nghe ý kiến của người thân ha, thì hai bạn có suy nghĩ gì không? Mình không muốn trao đổi gì với nhau nữa không? Em cũng rất là lo lắng, tại trước đây á, công việc của em tiếp xúc với quá nhiều nam. Khách của em là 100% là nam, nhưng mà họ đều có gia đình rồi. Như chuyện là mình nói chuyện điện thoại hoặc thậm chí là họ có việc gấp và nhờ có thể sau giờ làm việc nữa. Thì anh có ngại không? Không, anh không ngại. Vì đó là công việc thì thấy là điều rất bình thường. Anh cũng lái xe thì anh cũng gặp nam nữ thì nhiều, thì anh cũng thấy đó là công việc mình, thì sau công việc thì mình dành cho gia đình hơn chứ mình đừng có theo cái việc đó. Nếu như một hôm nào đó đang chạy xe không có khách, đang chạy xe một mình trên đường, em nhìn vô bất chợt em thấy bạn gái của mình đang ngồi với một người đàn ông nào đó trong một cái quán đang còn trò chuyện, thì lúc đó em phản ứng như thế nào? Chắc em sẽ vào kế bên quán để em nghe. Gì là rình rập á hả? Chào kế bên thôi hả? À, rồi sao nữa? Em nghe việc thế nào? Nghe sao được? Quán người ta, chỗ người ta ngồi, bạn vô như thế nào bạn nghe được? Thì em sẽ em đứng ngoài quan sát. Tại vì em không có khách thì em có thể em quan rồi. Sát. À. Nhưng mà quan sát là cho cô ấy thấy hay không cho cô ấy thấy? Không cho cô ấy thấy. À, gọi là rình rập. Dạ. À. Thì cho em thử coi cái biểu hiện hai người như thế nào. Dạ. Trên mức thân mật thì có thể là em thể hỏi nào, thí dụ bây giờ trên mức thân mật đi, ví dụ như chàng trai đó có ví dụ như là một cái vỗ vai hay là một cái nắm tay hay cái ví dụ như cái gì đó rớt cái lá cây rớt trên má cổ thì chàng trai đó phủi ra hay vén tóc cổ lên, thí dụ vậy đi. Và lúc đó em làm gì? Lúc đó là em chạy vào. Em vào. Rồi em vào em nói gì? Em vào em làm gì? Em nói là đây là bạn gái của tôi. Ủa kỳ vậy? Và không giới thiệu không gì, không chưa hỏi đầu đuôi gì cho luôn vậy hả? Thì bạn gái thì mình được quyền phải giới thiệu. Vậy đó, ai giới thiệu đây là bạn gái của tôi. Dạ. Rồi sao nữa? Thì mình không cho phép cái bạn kia làm những hành động đó nữa. Hết rồi. Rồi bây giờ chị hỏi ngược lại em nè. Cũng tình huống y chang như vậy. Thật ra thì cái tình huống như vậy đối với em nó hiếm lắm. Tại trong công việc em thẳng thắn, rõ ràng. Khách của em người ta cũng sẽ mình phải tự mình để cho nó không có chảy ra trường hợp như vậy. Ví dụ như mình ngồi đối diện
Hoặc là nếu như ngồi kế bên thì là nhìn giấy tờ này. Với lại em trong công việc em nghiêm lắm, khách không dám đâu chị. Không có dám. Nhưng mà giờ trường hợp như anh đó, em cũng đang ngồi hẹn một người bạn cũ hay là một cái đồng nghiệp hay là gì đó, không có công việc, không có giấy tờ trên bàn, nhưng mà cũng nghiêm túc, không có gì hết, chỉ là ngồi nói chuyện hay trò chuyện hay là đang nói có thể chuyện làm ăn, chuyện trên trời dưới đất, bạn bè thôi, một bạn khác giới. Nhưng mà ông này ông cũng rình rập, hồi ông nghe không được, ông tức quá ông cũng vô, rồi ông xăm xăm vô ông cũng giới thiệu với người ta đây là bạn gái của tôi, thì lúc đó em sẽ phản ứng như thế nào? Thì trường hợp em thấy người yêu em không thể nào mà tự nhiên bay vào như chim được, mà anh phải đi vào rồi thì em thấy anh em sẽ đón luôn để tránh trường hợp anh bị quê như vậy. Em sẽ chủ động em giới thiệu anh đi đến, anh cũng uống nước ở đây à, rồi em mời anh uống nước luôn, rồi đây là khách hàng của em và đây là người yêu của em hoặc đây là chồng của em, để cho một đó là anh chồng cũng không bị mất mặt và ông khách cũng không bị quê, còn em thì không bị rất quê ạ. Xử lý gì được không em? Dạ tốt. Hay quá. Rồi ngược lại thì cái cách ghen của em nó như thế nào? Ghen thì ai cũng ghen rồi. Em đó. Thì em có một tật xấu là đúng là em rất là ghen. Đó. Em ghen lắm. Anh chồng này có vẻ cũng ok lắm đó nha, cũng bảnh bao lắm đó. Mà lái xe nữ thì bây giờ em biết không, xe này đâu phải là xe xe mà sẽ đâu phải xe taxi, xe công nghệ thì khi nó cũng không có cái biển báo nào gọi là xe taxi hết trơn á. Đúng không? Rồi hàng ngày nhiều khi chở mấy khách mà sang trọng đẹp gái đi chơi ban đêm đồ ha, ra về thì nhiều khi bạn bè em thấy, rồi cái bạn bè em gọi mét cho em hoặc là chụp hình gửi em nè, ông mới chở cô nào đó đi tới đó tới kia. Tại nhiều khi có những khách ngồi trước luôn nha, chị là đi taxi chị ngồi trước không à, tại vì chị ngồi sau chị bị mệt thì người ta tưởng đâu là bạn chị, đúng không? Thí dụ vậy đó. Rồi ai chụp hình gửi em thì lúc đó em xử lý như thế nào? Em nghĩ là ai cũng có cái nghề của mình, nhưng mà khi mà làm cái nghề tài xế á, em thấy cái rủi ro nó cao á, không phải nói cái chuyện như chị nói là ghen đi, mà em thấy cái rủi ro ngoài đường nó nhiều á. Thì nếu như được á, thì khi mà hai người mà tiến đến hôn nhân được chẳng hạn, thì mình có thể chuyển đổi nghề nghiệp để cho nó nhẹ nhàng hơn mà vẫn đảm bảo được cái mức thu nhập. Còn là cái chuyện mà lỡ mà anh vẫn làm công nghệ, mà giả dụ như có thấy cái trường hợp đó thì em nghĩ là trong công việc phải chấp nhận. Còn nếu như mà người chồng mà người ta lăng nhăng mà mình vợ mà mình không phát hiện ra thì em nghĩ đó là lỗi của mình. Còn đến giờ cứ đẻ cho ông một hai đứa thì đâu bận rồi, ông làm gì chơi, ông đi ông gì ông đi ông gì, em tự tin có thiếu gì người đi mà không gì à. Cái nguyện vọng của cổ chị thấy cũng hợp lý, ví dụ muốn em chuyển đổi một ngành nghề khác thì em có nghĩ ra mình sẽ làm gì khác? Dạ, em thì thích kinh doanh cà phê, nếu mà em không còn chạy nữa thì em chuyển quán làm ông chủ cà phê được không em? Nào ông chủ muốn quán cà phê được không? Em cũng thích. Trời ơi, phụ nữ tới cũng nhiều lắm đó em. Dạ không sao. Thật ra đó là một cái tương lai phía trước, nhưng mà mình cũng định hướng. Nãy giờ cái câu chuyện chị nói, mặc dù là nó vui, nó là giả định, nhưng thật sự là để mình hiểu nhau được rất là nhiều trong cái tính cách và cái cách xử lý. Thì Tường thấy hai bạn đều rất là văn minh và có những cái suy nghĩ cũng rất là tích cực ha. Đôi lúc trong cuộc sống có những cái oan thị màu đó quý vị, nhiều khi mình nhìn thấy vậy không phải vậy. Cái mặt cắt cuộc sống có thể mình đứng phía trước mình nhìn thì mình thấy cái cảnh như vậy đó, nhưng mà nếu mình đứng đằng sau mình nhìn nhiều khi nó lại là một cái khác, đúng không? Cho nên đừng vội vàng, có rình rập thì cũng bớt, đừng có, nhiều khi mình thấy vậy chứ không phải vậy đâu ha. Cho nên bình tĩnh đi, nhiều khi người ta đưa tay tính tát cổ đó mà em tưởng người ta vuốt tóc, đúng không? Chứ không phải đâu. Trong cuộc sống mình phải có cái niềm tin, tình yêu trước tiên là phải tin. Dạ, khi mất niềm tin rồi là cái ghen tuông nó sẽ làm cho mình rất là mù quáng, mà ghen tuông nó rất là mệt mỏi. Ghen nhưng mà phải thêm thi vị cho tình yêu thì rất là ok. Có một cái món quà tinh thần gì tặng cho cổ, hãy hát tặng cổ một bài coi. Thường thường tôi để ý mấy người mặc đẹp đẹp là hay hát hay lắm. Tặng cho bạn nhà gái với lại cả Tường nghe bài là Nhớ Người Yêu. Biết giờ này em có nhớ đến anh, có nghe tình yêu nước chảy trong lòng, đêm từng thời gian đêm bóng hình mà mình yêu mến. Ôi nhớ gì hỡi nhớ người yêu, em ơi lòng anh thì rất chân thành, chớ đừng phụ lòng anh nhé, hãy làm bạn gái anh đi. Trời ơi, sao tự nhiên đang hát tới câu đó nói luôn vậy? Thôi được rồi, chốt lại câu đó là cũng được rồi. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm hãy ấn mạnh vào nút bấm nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau. Nếu không đồng ý chúng ta có thể lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rất đồng điệu, rất đồng điệu quý vị ạ. Không ai trước và không ai sau cả. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Đẹp quá, mình phải hôn nhau đúng không hai họ?
Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Mới quen yêu ngại quá. Em mới quen yêu ngại quá. Trời ơi, đã coi chương trình này chưa? Trời ơi. Dạ, em chào chị. Bây giờ thì chị thoải mái giới thiệu về những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nhé. Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, công việc hiện tại ạ. Vâng, chị có chủ động giới thiệu nhé. Tên chương trình đang ghi nhận thông tin của mình. Vâng, em tên là Nguyễn Thị Sải, sinh năm 1986 ạ. Nguyễn Thị thì cả. Dạ. Họ tên là Nguyễn Thị, chị gì ạ? Nguyễn Thị Sải ạ. Sải, dạ. 1986. Rồi, chị giới thiệu những cái thông tin tiếp theo đi ạ. Em quê quán ở Hà Nội. Rồi. Em chuyên kinh doanh buôn bán ạ. Bạn kinh doanh buôn bán về mặt hàng gì đi ạ? Em buôn bán về quần hàng quần áo may mặc. Rồi. Rồi giờ Sải có điểm mạnh điểm yếu gì? Bạn là một cô gái như thế nào ạ? Em cô gái mà sống tự lập. Vâng, sống tự lập. Có điểm mạnh điểm yếu gì sao? Điểm yếu của em là chị ơi, chị chủ động chia sẻ đi ạ. À? Mọi người đang đợi ạ. Điểm yếu của em là thích nấu ăn nhưng nấu ăn không ngon lắm. Điểm mạnh thì sao ạ? Điểm mạnh của em là sống tự lập và quyết đoán mạnh ạ. Câu chuyện tình trường của mình thì sao rồi ạ? Làm sao ạ anh? Chị đã từng kết hôn chưa? Em đã kết hôn một lần đấy anh ạ. Rồi bạn chia sẻ về cuộc hôn nhân đó của mình, sống với nhau bao nhiêu lâu, tại sống sao chia tay? 15 anh ạ, thì người ta sống gia trưởng và chơi bời cờ bạc nên là em cảm thấy mình là một người không được nhỉ. Chuyện hành gì nên mình cảm thấy không thể sống được với nhau. Rồi. Thì trong mối quan hệ đó thì Sải là người chủ động hay là bạn kia là chủ động ra đi? Em là người chủ động ra đi. Người chồng cũ đấy cũng ở Hà Nội hay sao? Người chồng đấy là trước là quê ở, trước là chúng em sống cùng ở Nam Định anh ạ. Rồi, bây giờ bạn có con chưa? Em có con đấy. Con mấy tuổi? Bé nhà em bây giờ 18 tuổi. Bé 18 tuổi. Vâng. Rồi, em đang học gì, đã tự lập được chưa? Cháu bây giờ đang đại học ạ. Chị Sai muốn tìm một mẫu người như thế nào? Em muốn tìm một mẫu người sao mà biết phải quan tâm chia sẻ với gia đình. Còn về ngoại hình nhất, ngoại hình thì yêu cầu sao? Ngoại hình thì mình cũng ưa nhìn một chút. Rồi. Chiều cao, cân nặng, tóc, tai, mặt mũi. Chiều cao thì cao 1m, tầm 1m7. Cân nặng thì 70 cân là được. 70 cân đổ lên là được. Rồi. Người đó ở đâu thì phù hợp với việc hẹn hò của mình? Em ở ngoài Bắc thì em cũng muốn người ngoài Bắc thì hợp với em hơn. Vì bây giờ cuộc sống của em và hai mẹ con em thì cảm thấy rất ổn định. Nhưng là em chỉ muốn là người ngoài Bắc. Vì bây giờ em còn có cháu nhỏ đang đại học nên là em cũng chỉ muốn ở ngoài Bắc một tỉnh về có sự quan tâm để cho con cái, chứ còn nếu mà vào trong làm là xa quá thì em lại không có thể điều kiện quan tâm được con cái nên em cũng không muốn vào trong làm. Dạ vâng, nhưng mà chương trình của mình ấy, chương trình mà muốn họ sẽ ghi hình cho thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì không biết là chị có sắp xếp công việc để vào đây ghi hình được không ạ? Thế có cái là ở ngoài Bắc này, Hà Nội này được không anh?
là chương trình này là ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh nha chị. Và thế thì anh cứ ấy, thì nếu mà được thì em sẽ có thể chủ động sắp xếp được. Dạ rồi. Ok. Là vâng, cảm ơn chị Sa nhé. Thì hôm nay là một cái buổi giao lưu làm quen đầu tiên. Nếu mà tìm được cái người phù hợp thì xem biên tập sẽ báo trước thời gian cho chị để chị sắp xếp vô tham gia chương trình. Nhưng mà em như thế này thì cuộc sống của mẹ con em thì em cảm thấy rất thoải mái, em chỉ cần người chia sẻ, nhưng mà nếu mà được người chưa có gia đình thì tốt, còn nếu đã có gia đình trước khi ngày xưa em về tay em tìm hiểu một người có mối quan hệ gia đình, nhưng mà em cảm thấy người ta có gia đình rồi nhưng mà nói chung là nó có nhiều cái nó cũng chả khác gì trước của em, nên em cảm thấy là tốt nhất là với người đã có gia đình thì thôi em cũng chả lên làm gì. Ý là chị không muốn cái người đã từng lập gia đình. Vâng. Không, mà tuổi sinh năm 1986 mà chị nghĩ đàn ông chưa có gia đình thì người ta ổn không? Em nghĩ là với người như thế bây giờ thời bởi như thời em nghĩ thì chắc là với những người như thế mà người ta muộn thì chắc là cũng rất có, nhưng chẳng qua mình cũng chưa gặp được thôi, chứ còn với những người đã có gia đình em thấy người ta cũng có rất nhiều cái phức tạp. Dạ vâng, rồi ok, chương trình ghi nhận của ý kiến của chị nhé, thì tìm người phù hợp thì chương trình sẽ báo lại với chị ha. Dạ vâng, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Dạ, dạ vâng. Dạ, chào. Dạ vâng. Dạ rồi, chào chị ha. Ở đây là chị có biên tập và sản xuất của chương trình thôi, mình sẽ bắt đầu luôn ạ. Chị cho tụi em xin về thông tin họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Mình là Hoàng Thị Hương. Sinh ngày mùng 3 tháng 4 năm 1967. Rồi, quê mình ở đâu và công việc hiện tại mình là gì vậy? Mình đang ở Hải Phòng. Tiếp đi chị, bọn em vẫn đang nghe. Công việc của mình thì là mình kinh doanh tự do. Cụ thể là mình kinh doanh về cái gì chị? Mình bán hàng tại nhà ấy. À, là như bán hàng tạp hóa phải không? Đúng rồi. Với Dạ. lại mình cũng làm bên 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 bảo hiểm Prudential. Nếu mà chị ở Hải Phòng như vậy mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì chị có vào ghi hình được không? Thì mình sẽ cố gắng sắp xếp về cái là khi mà chương trình mà tìm được những cái người phù hợp cho mình ấy thì mình sắp xếp để xem là vào có trùng với những công việc của mình không thì mình sẽ báo lại. Rồi, hồi giờ là chị đã từng vào thành phố Hồ Chí Minh chưa? Có, mình cũng vào nhiều lần rồi. Dạ rồi, ok. Bây giờ chị Hương nói một xíu về bản thân mình giúp tụi em ha. Tính cách của mình như thế nào, điểm mạnh, điểm yếu làm sao nha. Thì cũng như là mình đã nói với lại lại trong bản đăng ký đấy, thì tính mình thì vui vẻ, hòa đồng, sống đơn giản, chân chất, để cái là thế thôi. Tiếp đi chị, còn nấu nướng bếp núc nữ công gia chánh thì chắc giỏi đúng không? Có tài lẻ năng khiếu gì Mình nữ công gia chánh thì mình biết làm nhưng mà không giỏi không? đấy, để mà giỏi thì không giỏi, còn các thứ sinh hoạt của mình thì cũng đơn giản. Chị có tài lẻ năng khiếu gì không? Nói chung là chẳng có cái gì là năng khiếu cả, cái gì cũng biết một tí. Ca hát rồi biết không? Múa ca hát rồi được không? Thì cũng biết hát một chút, nhưng mà để mà gọi là biết thôi, chứ còn để mà giỏi thì không có giỏi. Rồi chị hát em nghe một vài đoạn với bài nào mà chị thường hay thích hát nhất á. Thực ra là hôm nay đây mình cũng đang bị mới ốm dậy, đâm ra là trong họng cũng còn rất là nhiều kiểu vướng vướng á. Rồi cái này là để em thử sự tự tin của chị thôi. Nếu mà chị hát được thì càng tốt, tăng cái độ gọi là được chọn. Còn nếu mình không hát thì thôi. Rồi chị chia sẻ một xíu về cuộc hôn nhân của mình đi. Trước đây là mình đã lập gia đình như thế nào, có con chưa hay như thế nào, chị chia sẻ nha. Thì mình cũng lập gia đình năm 24 tuổi. Thế thì sau 14 năm thì vợ chồng mình cũng chia tay. Thì mình nuôi hai bé, thì bây giờ các bé cũng trưởng thành, cũng lớn rồi và cũng tự lập tự ra ở riêng rồi. Xong cái công việc của đối với các con rồi thì mình cũng muốn rằng là có một lượt để chia sẻ động viên rồi
vui vẻ cái khi tuổi già. Ừ, à, con mình là bây giờ bao nhiêu tuổi chị, trai hay gái? À, một trai một gái, một đứa 90, một đứa 99. Ừ. À, ra ở riêng hết rồi. Ừ, 90, 99. Rồi, ok, bây giờ chị Hương là mong muốn sẽ tìm một người như thế nào để phù hợp với mình ha, về ngoại hình, tính cách, tuổi tác, vùng miền. Thực ra đến cái tuổi này rồi thì mình không quan trọng gì về ngoại hình. Đó, có nghĩa là đừng có nghĩa là có quá quá là khó nhìn thôi, chứ còn đâu là cứ trung bình là được. Thế xong rồi là quan trọng là người ta là những người cũng quan tâm chia sẻ, biết có nghĩa là nó đồng điệu với mình một chút để biết nói chuyện, rồi là biết chia sẻ cho những cái việc trong cuộc sống, để cuộc sống nó có những cái vấn đề về tinh thần rồi nọ kia thì nó có đồng điệu, mà đồng thì chia sẻ trong cuộc sống được, nói chuyện được với nhau. Đấy, và tất nhiên là cũng muốn là những người người ta phải biết quan tâm thấu hiểu đấy, biết lắng nghe, có nghĩa là gần như là có thể là cùng biết chia sẻ một chút, quan tâm động viên đến người khác. Dạ rồi, và bây giờ hai chi tiết quan trọng nè, bây giờ người này đang ở đâu thì được nè, cái độ tuổi tối đa thì như thế nào? Tối đa thì là từ 60 đổ về. Ừ. Từ 1960 đổ về. Mà nếu mà được 2 tuổi 62, 63 thì càng tốt, bởi vì cũng những cái người đấy thì tính cách người ta cũng phù hợp với mình hơn một chút, thì mình cũng áng vậy. Ừ. Mà không thì nói chung là nó là tùy duyên, mình nghĩ nó là tùy duyên. Rồi. Người này phải đang ở ngoài Hải Phòng luôn hay là chị có quen xa được không ạ? Nếu ngoài Bắc được thì tốt, nhưng mà có thể xa cũng được, nhưng mà cái sự xa thì nó nhiều khi thì nó có những cái cản trở, nhưng mà cái này thì cũng không thể nói trước được, bởi vì bây giờ mình cũng không còn vướng bận gì nhiều. Ừ. Còn cái là về quen cách sống ở đây thôi, chứ còn đâu là để mà mình không còn vướng bận gì nhiều đến con cái nọ kia ở quanh mình, thì cái chuyện xa gần nó ok hồi sau mình sẽ tính. Cái quan trọng nhất là người mà nó phù hợp với mình. Đấy, rồi, ok chị. Rồi nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha chị ha. Nếu mà mình được chọn thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình, cũng như có người phù hợp á thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình để mình sắp xếp mình tham gia nha. Rồi. Và dạ mình thêm một chút là về cái mong muốn của mình ấy, là cái người mà đến với mình ấy thì thực ra là người ta cũng có một sự độc lập về tài chính. Có nghĩa người ta tự lo được bản thân của người ta này, rồi thì cũng không muốn vướng bận con cái gì nữa, bởi vì thực ra nếu mà cái sự mình vẫn phải quan tâm đến con cái là một chuyện, nhưng mà không vướng bận thì đến cái tuổi này thì mình muốn những cái người người ta đồng cảnh ngộ với mình ấy, để có những cái giao lưu, rồi những cái gọi là hưởng thụ cái về cái cuộc sống phần cuối của mình ý. Dạ rồi, ok chị ha, tụi em đã ghi nhận lại hết những cái thông tin rồi nha. Rồi cảm ơn chị ạ. Có nghe rõ tín hiệu của em không ạ? Có nghe ạ. Dạ rồi, bây giờ thì chị cứ chia sẻ thoải mái, rõ ràng. Em điều đầu tiên thì em nhờ chị là giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình ạ. À, bây giờ chị giới thiệu luôn hả gì em? Dạ vâng, chị cứ giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình. Dạ, họ tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán ạ. Dạ. Trước tiên thì chị xin chào ban tổ chức của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cho chị xin gửi lời chào trân trọng đến ban tổ chức và các bạn cùng tham gia. Dạ vâng ạ. Chị xin tự giới thiệu là mình tên Quỳnh Thanh Thảo, sinh năm 1973, quê quán là Thới Bình, Cà Mau. Thì chị cũng chia sẻ với chương trình như thế này. Hiện tại thì mình đang là giáo viên tiểu học của trường tiểu học Thái Bình C. Năm nay thì mình theo tính theo tuổi thì đã 51 rồi, nhưng mà tuổi trong công tác thì đã 50.
Khi mình lấy chồng thì năm 34 tuổi, thì đến năm 35 tuổi thì anh mất, thì lúc đó mình mới mang thai mới có 4 tháng thôi. Thì đến năm 36 tuổi mình mới sinh con, thì con năm nay đã là 15 tuổi rồi. Thì mình ở vậy đến bây giờ, thì giờ mình cũng muốn nhờ chương trình chia sẻ cho mình tìm một người đó là tuổi từ 52 trở lên. Thứ nhất là không hút thuốc, hiền, biết lo gia đình và có nghề nghiệp ổn định là được. Không quan trọng ngoại hình như thế nào. Rồi, thế chị hiện tại chị đang ở đâu rồi chị Thảo ơi? Chị đang xin phép vô phòng của trường đó, chị đang đứng trên lớp nè. À không, quê quán của mình hiện tại mình đang sinh sống ở đâu chị? Ở Thới Bình, Cà Mau ạ. À, Cà Mau đúng không ạ? À, hiện tại là cháu bao nhiêu, cháu là cháu trai hay cháu gái nhỉ chị nhỉ? Con chị ấy. Cháu trai được 15 tuổi ạ. À, cháu trai 15 tuổi. Dạ. À, bạn khi mà mẹ chưa có kết hôn, chưa có bạn trai mới thì ý kiến của bạn sao? À, em nói với chị với mẹ như thế này, lúc trước thì em còn nhỏ em không hiểu, nhưng lúc lớn này thì em nói mẹ ơi, mai mốt con đi học thì mẹ ở với ai, thôi mẹ tìm một người nào đó đàng hoàng thì để mà khi mà con đi học thì mẹ có người chăm sóc tuổi già. Thì chị cũng không suy nghĩ gì, chị ở 16 năm mà chị không suy nghĩ gì. Nhưng khi nghe con nói thì mình cảm nhận được là con đã hiểu. Và chị không suy nghĩ, 16 năm chị không suy nghĩ gì hết. Nhưng mà khi nghĩ con, sau này con đi học mình ở với ai, thì nó nói vậy là chị cảm nhận được. Là chị mới suy nghĩ lại. Dạ rồi. Vâng, vậy là từ khi mà chia tay anh nhà, từ khi mà anh mất thì chị không có một mối quan hệ nào, hay là có được mọi người giới thiệu hay là để tìm hiểu một số đối tượng khác chưa? Không, chị không nghĩ, tại vì chị nghĩ là thương con á, không nghĩ gì hết, mình chỉ lo làm mấy đứa con thôi. Nhưng mà khi 1-2 năm nay con nó nói, chị mới suy nghĩ thôi, chứ lúc trước chị không nghĩ gì hết, chị chỉ nghĩ là sống vậy với con. Dạ vâng. Nhưng mà có người nào tiếp cận chị không? Không, chị sống giống như là chị kiểu như giống như chỉ có giao thiệp với đơn trên ở trường thôi, với xung quanh làng xóm thôi, chứ chị không giao thiệp với người khác giới. Dạ rồi. Thì bây giờ em muốn hỏi về cái mẫu người của chị Thảo ạ. Chị mong muốn chương trình tìm kiếm cho mình người như thế nào? À, chị chỉ mong người đó hiền là được. Hiền mà biết thương gia đình, lo gia đình thôi. Ví dụ như nhưng mà hút thuốc là chị không chịu thôi. Yeah. Chứ cũng được, nghề nghiệp ổn định là được, chứ không, chị không cần mẫu người đó là đẹp hay xấu hay như thế nào hết chứ. Đạo đức con người là quan trọng thôi à. Dạ, rồi chứ về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì cũng phải tương đối hay là phải có một cái mốc để bọn em tìm ấy chị? À, cao chị thì 1m54 rồi, thì cao hơn chị khoảng 1m6 là được. Công việc nghề nghiệp? Nghề nghiệp thì ổn định là được em à, không cần phải là ông to bà cả gì cả. Dạ rồi, nghề nghiệp ổn định. Nếu mà cái người đó cũng cùng hoàn cảnh với mình, xong rồi cũng có một bé hoặc là hai bé thì chị nghĩ sao ạ? Chị càng quý em, tại vì mình đã mất không có tình thương của cha đó. Thì dụ như cháu nó không có tình thương của mẹ là chị rất là mừng. Chị rất muốn là người mà vợ chết á. Dạ. Nó đồng cảm, hiểu em. Người đó nó sẽ đồng cảm với mình á. Vâng, chị muốn tìm cái người bạn đời này ở gần khu vực Cà Mau hay sao? Cà Mau cũng được, hay là Cà Mau thì gần cho chị một chút. Đó, thì hoặc là ở đâu, hoặc lâu gần đó, gần hơn là mặt tiện cho cái việc hẹn hò. Chị có yêu xa được không? Chị thì không có điều kiện em mà, chị thì còn đang công tác đó. Chị không có nghĩ đi đâu được, cho nên là chị không có điều kiện để mà đi xa đó em. Dạ rồi. Dạ.
Ok, em cảm ơn. Em cảm ơn chị Thảo ạ. À, thì ngày hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen, thì biên tập sẽ tìm kiếm những người phù hợp, sau đó thì sẽ báo lại cho chị nhá. Dạ, em cảm ơn chị Thảo buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chị cũng à, chị cảm... cứ nói. Đã, cũng, chị cũng xin cảm ơn chương trình đã mà... Dạ, alo, vâng ạ. Em chào chị, không biết là chị nghe tín hiệu rõ ràng của bên em không ạ? Có, em nghe rõ ạ. Dạ rồi, à, bây giờ thì chị cứ vui vẻ, thoải mái chia sẻ với lại tụi em. Em cần những cái thông tin cơ bản ban đầu của chị, họ tên, ngày tháng năm sinh, công việc, nghề nghiệp, quê quán. Và em muốn biết chị đang ở đâu. Dạ, cảm ơn chị. Em đang làm việc ở Vĩnh Phúc ạ. Rồi, hiện là Vĩnh Phúc. À, bắt đầu từ họ và tên đi. Em làm Mạc Thị Bưởi ạ. Mạc Thị Bưởi. Minh Lai, Sơn Dương, Trung Quang ạ. Từ từ nhé chị nha. Chị tên là Mạc Thị Bưởi đúng không? Vâng ạ. Vâng, chị sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 1979 ạ. Rồi. Chị Bưởi đang làm công việc gì tại Vĩnh Phúc? Em làm công ty may ở Vĩnh Phúc ạ. Làm công ty may chủ là cái vị trí của mình là làm gì? Làm công nhân hay làm quản lý hay làm sếp hay là sao? Em làm công nhân đi ạ. Công nhân ở công ty may. Rồi. Chị là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao ạ? Dạ. Chị là một cô gái như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu ra sao? Em là tính tình vui vẻ ạ. Rồi. Cái điểm mạnh của em là tính tình vui vẻ, hòa đồng. Còn là em điểm yếu sao chị? Có hơi nhút nhát ạ. Nhút nhát rồi. Thì cụ thể. Dạ. Nhút nhát là mà cụ thể trong cái việc đó là như nào? Nhưng mà... cụ thể là nhút nhát trong trường hợp nào? Nhiều khi có bạn trai tán em, nhiều khi là nhút nhát trong chuyện tình yêu. Khi gặp bạn trai thì rất là nhút nhát ạ. Dạ rồi ạ. Thì không biết là trước chuyện tình trường của mình như thế nào chị Bưởi ạ? Em trước khi em có một mối tình rồi, cách đây 9 năm. Cách 9 năm có một mối tình. Chưa đi đúng phút hôn đâu, em cũng tìm hiểu được 4 năm thì anh ấy tai nạn mất ạ. À, thì cái lúc đó là mình đã tính đến phương án kết hôn tại vì, rồi đúng không ạ? Tại vì em thấy 4 năm dài á. Vâng ạ. Rồi. Thì sau cái chuyện đó thì chị có đi tìm kiếm, à chị có những mối quan hệ khác chưa? Suốt 9 năm rồi, trời vừa qua. Em không ạ. Tại sao ạ? Em thì nhiều khi cũng có anh đến mà em lại cứ nghĩ đến cái anh trước ạ. Em... không muốn kết hôn lắm. Bây giờ em hỏi là chị bây giờ là chị đã lia được những cái suy nghĩ đó chưa? Vâng, em nghĩ bây giờ em nghĩ được rồi ạ. Chị thoải mái chưa? Thoải mái. Dạ vâng, thì đúng rồi, thì mình sẵn sàng, chuyện gì thì nó cũng qua rồi á. Mình phải đi tìm, mình phải có được cái hạnh phúc của mình chứ không nghĩ hoài quá khứ nó cũng không thay đổi được. Dạ. Dạ ok. Dạ không thì bây giờ chị mong muốn là tìm kiếm một cái người như nào ha? Anh ấy thì hiện nay trung thủy đã được rồi ạ. Còn nghề nghiệp thì không quan trọng lắm. Rồi. Nghề nghiệp không quan trọng hả? Thì là em cũng chỉ là công nhân thôi cho nên là em không yêu cầu gì ấy. Rồi.
mà chị cho em xin về ngoại hình đi, chị mong muốn ngoại ngoại hình là như thế nào á? Cao 1m6 trở lên ạ. Cao 1m6. Nặng 65kg, 65kg trở lên ạ. Là bao, chị cứ cái này bình thường à. Chị muốn yêu cầu nào cũng được, mụn ruồi ở đâu cũng được. Ngoại hình thì quên nhìn trước ạ. Nhưng mà cái quan trọng đó này là anh ấy ở đâu thì tiện cho cái công việc hẹn hò. Hay yêu thử một anh Sài Gòn đi ha. Cho nó xa, phiêu lưu. Đâm em cũng, nếu như mà có duyên thì em cũng đồng ý ạ. Là... Nhưng mà chị chuyển công việc có dễ không? Em thấy cũng được bình thường đúng không? Làm công nhân thì làm đâu thì được. Vâng ạ. Dạ. Đấy là em nói thế thôi, nhưng mà em vẫn sẽ cố gắng để tìm cho những người mà gần chị nhất nhá. Dạ vâng. Được rồi. Chị có nghĩ là mình là cái tuyết người mà yêu xa được không? Em thì yêu xa cũng được ạ. Chị cần nắm kiểu là chuyện hẹn hò phải liên tục một tuần, phải qua gặp nhiều lần hay là như thế nào không? Ví dụ bây giờ yêu một anh hơi xa đấy mà anh bảo là một tháng một lần thì chị đồng ý không? Có ạ. Bây giờ rồi, thế bây giờ có mà anh ấy có điều kiện nhà cửa tất cả mọi thứ rồi mà chị phải về làm dâu ấy thì có được không? Có ạ. Làm dâu ở địa phương khác á? Dạ rồi, ok. Cái điểm gì mà chị không thích ở đàn ông ạ? Em không thích về đàn ông việc chè cờ bạc ạ. Dạ. Đấy. Rồi rồi. Ok. Rồi em cảm ơn chị Bưởi ha. Thì chương trình là sẽ ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đã. Sẽ ghi hình trong thành phố Hồ Chí Minh. Cho khi tìm được cái người phù hợp thì các bạn sẽ báo sớm cho chị. Thì cùng lắm mình bay vô một ngày để cùng tham gia. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, thì chị sắp xếp nhá. Dạ vâng ạ. Dạ, em cảm ơn chị Bưởi ạ. Về buổi chia sẻ hôm nay, nếu mà tìm được người phù hợp thì chương trình sẽ liên lạc lại ạ. Vâng ạ, em cảm ơn anh ạ.